cái video này mình sẽ nói về CZ và binance thì vừa rồi ở cg dùng cái nền tảng twitter để ra trả lời lại những cái cái tin đồn từ sam là sam là người giết hại ftx sam là người tổn thương bla 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 thì CZ đã ra dùng nền tảng twitter và chỉ vô mặt ok cái đó là sai và nói thẳng luôn sam là một người lừa đảo chuyên nghiệp, ok. Thông tin thứ hai của Binance là cái proof of reserve, uh, Cái reserve là cái nó proof có, nó có bao nhiêu nền tài, tiền nằm trên cái sàn của nó, nó proof uh, được nghe dùng một cái một cái cái cái, cái công ty thứ ba để xác thực là nó có nhiều tài sản hơn những cái tiền hơn những cái tiền mà những cái người đầu tư bỏ lên cái nền tảng của nó có nghĩa là tài sản của bài nen giữ trên cái nền trên cái sàn của nó nhiều hơn cái cái tài sản người người đầu tư đang bỏ trên cái sàn của nó để giao dịch ok và cái cuối cùng bài nen vừa chuẩn bị đẩy ra nữa nó uh, mình quên cái tên nó rồi nghe nó cái tên nó hơi khó nhớ nhưng nó sẽ đẩy ra thêm một cái thông tin nữa là nó là giống như một cái cây vậy đó nó một cái cây và mình có thể xác định được những à, lúc mà mình bỏ tiền lên cái nền tảng đó đó lên cái nền tảng binance thì mình có thể thấy được mình đang nằm ở đâu trong cái cây đó và nó sẽ xếp hàng xuống 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 vậy xuống này là bao nhiêu người bỏ tiền lên trên cái nền tảng đó đều được nó nó mọc giống như một cái cây là mình có thể xác thực là nó đang nằm ở trên cái cây đó và mình có thể tính toán được là bao nhiêu tiền nằm trên cái nền tảng đó và bao nhiêu tiền Uh, tài sản của bài nen nằm trong cái ví lạnh này và ví 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 nóng này và bài nen vừa đã đẩy những cái thông tin đó ra rồi ok uh, thì đó ok uh, và vừa rồi chỉ đẩy là tài sản của những cái đồng những cái đồng uh, bitcoin tài sản thôi còn những cái đồng khác thì người ta vẫn còn tiếp tục và cái cái nền tảng mà cái cái cây mình có thể xác thực được bao nhiêu tài sản thì cái đó chuẩn bị được đẩy ra chuẩn bị được đẩy ra ok À, thì đó là cái thông tin mới nhất mới nhất của của Binance. Ok thì mình muốn cho bạn cái thông tin đó. Sau cái video này mình sẽ làm thêm đâu khoảng hai video nữa cho bạn những thông tin mới nhất. Ok xin chào.